anh đã có gia đình và hai con. Em nghĩ là em sẽ không bao giờ em quen một cái người nào có gia đình đâu. Lúc đó tự nhiên mình thấy là thương hại, sao có mình thương luôn. Không có gia đình cũng được, ba mẹ không có ép, nhưng mà mày đừng có quen con trai là được rồi. Và em trả lời mẹ như thế nào? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Em ơi, câu này không nhật tôi? Em chưa nghe, em thấy cái nào trọn vẹn cũng đẹp. Một lần cứ quậy ra lần 100 mấy, 200 triệu vậy đó. Bao nhiêu lần mà gây nợ như vậy em? Liên tục luôn anh. Bạn mới đưa tiền cho em, kêu nó chở đi chuột đi. Nhưng mà đi ra tới cái chỗ đó là bạn đi cầm tiếp. Bạn đó mới nói với em là bây giờ anh sẽ cho em 3 cái điều kiện. Một á là em giống như trước. Cái thứ hai là mối quan hệ của ai người đó tự chơi. Còn cái thứ ba là chia tay. Cho nên là chia tay luôn. Rồi, chúc mừng em.